kỹ năng. Thì trống này á, giống như tên gọi của nó, cùng của trống và nó cùng với dao cầm. Thì cái trống này, vô cái trống này nó nè. Thì cái trống này á, da nó sẽ thường á là da trâu, nhưng mà sẽ tốt hơn á sẽ là con lỏ. Và thấy một cái rất là đặc biệt luôn là cái dây này là cũng là da trâu, người ta mua rồi xong rồi người ta mới làm á, và cái này là đang chéo á mọi người. Xong rồi người ta quấn một cái sợi dây da trâu hoặc là da con lỏ nữa để cho cái dây nó không có bị buộc ra. Đầu này á thì Khang thấy á là mình sẽ chơi bằng một cái cây, đầu này thì mình sẽ chơi theo cái cây, và theo người chăm á thì nhạc thì cũng phần tương nguyên và chỉ được chơi trong những lớp hội này. Trong một cái dạng nhạc cấp ba thì thường cái này sẽ ở cuối, bởi vì á là nó tượng trưng cho hai cái bàn chân, vì vậy nó cũng đi đôi luôn á mọi người. Nên nó là tiếp theo nó sẽ là chấm tay lên, nên là cái chấm này nè, vì cái này nó tượng trưng cho phần thân. Phần đầu là cái kèn Saranai thì Khang không có thấy ở đây. Bây giờ thì Khang sẽ chơi thử với sự đồng ý của chủ nhân của cặp chấm này nha. Nhưng bởi vì ở đây không có ai thuộc chơi cùng với Khang để chơi cặp bộ chấm kia, nên Khang chỉ chơi bên này thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người có theo dõi kênh YouTube của Khang, Minh Khang Media, thì mọi người sẽ biết là Khang có một series travel vlog. Thì trong đó tập 5 là Khang được đi Mũi Né, Phan Thiết. Trong tập đó Khang cũng có chia sẻ thông tin, nhiều thông tin thú vị khác về văn hóa Champa. Và cũng có một cái tiết mục văn nghệ của người Chăm, trong đó thì không có thể thiếu được bộ chấm kỹ năng, chấm Paranung và kèn Saranai. Mọi người có thể xem lại tập đó theo đường link ở dưới phần mô tả video này Khang có để nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.